Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tháng gián đoạn hoạt động tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 27 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai Việt Nam và Chi đội Quản lý Biên giới Hồng Hà, Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà khẩu tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã tổ chức tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới. Trong đợt tuần tra lần này, hai bên thông qua đường dây điện thoại nóng để trao đổi thông tin, thống nhất các phương án, tình huống trong quá trình tuần tra, kiểm soát biên giới. Theo đó, hai bên cùng thành lập 10 đội tuần tra, tổ chức tuần tra từ mốc 87 đến mốc 167 theo hình thức biên đối biên, điểm đối điểm. Tuần tra kiểm soát chặt chẽ tại khu vực biên giới, phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các hoạt động của các loại tội phạm trên biên giới. Trong quá trình tuần tra, lực lượng hai bên cũng tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong ngày tuần tra, lực lượng tuần tra phía Trung Quốc đã tiến hành bàn giao trao trả một công dân Việt Nam cho lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai. Kết thúc đợt tuần tra, hai bên tiến hành tổng kết công tác tuần tra thông qua đường dây điện thoại nóng, tổng hợp biên bản và ký kết tuần tra.